Sáng 17 tháng 7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và chia sẻ những thông tin về thời sự trong nước và quốc tế. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp thực hiện nhiều hoạt động về công tác đối ngoại nhân dân. Tại hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đánh giá, Liên hiệp đã tuyên truyền, giám sát thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về giãn cách xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp tiếp tục tuyên truyền làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn hưởng ứng năm Việt Nam giữ chức chủ tịch ASEAN, thông qua đó tạo cầu nối mở rộng mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại, góp phần phát triển kinh tế xã hội thủ đô.